Chào mừng em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời em cùng theo dõi môn lịch sử và địa lý nước Nam trang 67 đến trang 71, sách cánh diều, bài 14, chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Học xong bài này các em sẽ kể lại được diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có sử dụng tư liệu lịch sử, lược đồ, tranh ảnh và các câu chuyện về kéo pháo ở Điện Biên Phủ, chuyện bắt sống tướng De Castori. Sưu tầm và kể lại được một số câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, ví dụ như là Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn. Khởi động, các em quan sát hình 1 và chúng ta chia sẻ hiểu biết của em về những chiếc xe đạp thồ và chiến dịch Điện Biên Phủ. Các em quan sát hình 1, dân công dùng xe đạp thồ phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Như vậy, xe thồ là phương tiện vận chuyển lương thực và đạn dược tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi quân sự lớn nhất của quân đội và nhân dân Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp, buộc Pháp phải đàm phán ký Hiệp định Geneva về kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Số 1 nhỏ, chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ. Câu hỏi đọc thông tin và quan sát các hình 2-3. Em hãy kể lại câu chuyện kéo pháo ở Điện Biên Phủ. Câu chuyện về anh hùng Bế Văn Đàn. Em học được điều gì từ hành động của các anh Tô Vĩnh Diện, Bế Văn Đàn? Từ năm 1953, Pháp xây dựng Điện Biên Phủ thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất Đông Dương. Để thực hiện quyết tâm giành thắng lợi, bộ đội dân công ngày đêm mở đường, vận chuyển vũ khí, lương thực, xây dựng trận địa, chuẩn bị cho chiến dịch. Kéo pháo ở Điện Biên Phủ. Để chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ, bộ đội được lệnh kéo pháo vào trận địa. Mỗi khẩu pháo nặng mấy tấn phải dùng tới 150 đến 160 chiến sĩ trẻ, khỏe để kéo quanh những ngọn núi có độ dốc tới 60 độ. Mỗi đêm kéo pháo được vài ba cây số nếu trời mưa, đường trơn thì chỉ kéo được 500 đến 600 mét. Hình 2, bộ đội kéo pháo vào trận địa. Sau hơn một tuần khẩn trương kéo cả ngày lẫn đêm thì pháo đã vào trận địa. Nhận thấy chiến dịch chưa thể bắt đầu, các đơn vị lại được lệnh kéo pháo ra. Những đêm cuối tháng trời tối đường dốc treo leo, việc kéo pháo ra càng trở nên nặng nhọc, đổ cả mồ hôi và máu, trong đó có tấm gương của anh Tô Vĩnh Diện đã hy sinh thân mình cứu pháo. Với nỗ lực quyết tâm của bộ đội pháo binh và sự ủng hộ từ hậu phương, các đơn vị đã kéo pháo ra điểm quy định. Theo ban liên lạc truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, chiến sĩ Điện Biên kể chuyện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội 2009, trang 79, 79, trang 82. Em có biết sau nhiều ngày suy nghĩ, phân tích tình hình và suốt một đêm không ngủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã quyết định hoãn cuộc tiến công ngày 26 tháng 1 năm 1954, kéo pháo ra, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo cái phương châm đánh chắc, tiến chắc. Trong ngày hôm đó, Đại tướng đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Theo Trần Thái Bình, Võ Nguyên Giáp hào khí trăm năm, Nhà xuất bản Trẻ thành phố Hồ Chí Minh năm 2021, trang 248-250. Bế Văn Đàn lấy thân mình làm giá súng. Bế Văn Đàn 1931-1953 là người dân tộc Tày, quê ở huyện Phục Hòa, nay là huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Năm 1953, trong trận chiến ở Mường Mồn, đại đội của anh Bế Văn Đàn thương vong nhiều. Khẩu trung liên của Chu Văn Bù chưa bắn được vì không có chỗ kê súng. Không ngần ngại, Bế Văn Đàn chạy lại cầm khẩu súng liên đặt lên vai, khẩu trung liên đặt lên vai mình và hô đồng đội bắn. Anh Bù còn do dự thì Bế Văn Đàn đã nói: "Kẻ thù trước mặt, đồng chí có thương tôi thì bắn." Anh Bù nghiến răng nổ súng.
Bế Văn Đạn hy sinh khi hai tay vẫn ghì chặt súng trên vai. Anh được nhà nước truy tặng huân chương quân công, hạng nhì và danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Theo hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chân dung anh hùng thời đại Hồ Chí Minh, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Hà Nội năm 2001. Tiếp theo chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. Dựa vào thông tin và các hình thì chúng ta sẽ kể về câu chuyện kéo pháo ở Điện Biên Phủ. Bộ đội ta đã dùng sức người mở đường kéo pháo vào trận địa với tinh thần tất cả để chiến thắng địch ở Điện Biên Phủ. Phải vượt qua nhiều trọng điểm hiểm nguy, địa hình hiểm trở nhưng các đơn vị pháo binh vẫn kéo pháo vào đúng trận địa đúng với cái dự kiến ban đầu, sẵn sàng chờ lệnh nổ súng tấn công. Kéo pháo vào trận địa đã vô cùng nguy hiểm rồi nhưng kéo pháo ra lại càng gian khổ nguy hiểm hơn. Với quyết tâm thà hy sinh quyết bảo vệ pháo mà đã có nhiều tấm gương anh dũng đã hy sinh. Nhiệm vụ cuối cùng cũng đã hoàn thành góp phần vào thắng lợi của chiến dịch nhờ những cái nỗ lực và quyết tâm của bộ đội pháo binh. Tiếp theo câu chuyện về anh hùng Bế Văn Đạn lấy thân mình làm giá súng. Trong trận đánh ở Điện Biên, đơn vị của anh Bế Văn Đạn đã bị thương vong rất nhiều. Nhận thấy tình thế cấp bách thì Bế Văn Đạn đã lao đến chỗ đồng đội và quỳ xuống cầm hai chân của đế súng đặt lên vai, lấy thân hình của anh để làm giá súng cho đồng đội bắn. Nhờ đó hàng chục tên bị hạ gục, đợt phát kích, phản kích bị bẻ gãy. Còn Bế Văn Đạn đã hy sinh trong tư thế hai tay vẫn ghì chặt súng trên tay. Qua câu chuyện của anh Tô Vĩnh Diện và anh Bế Văn Đạn thì em thấy được tinh thần, yêu nước, dũng cảm, ý chí đấu tranh bất khuất, kiên cường. Tiếp theo số 2 nhỏ, diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ. Câu hỏi đọc thông tin và quan sát các hình 4 năm, em hãy kể lại diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ. Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra trong 56 ngày đêm chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 17 tháng 3 năm 1954, quân ta lần lượt chiếm được cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc. Đợt 2 là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 26 tháng 4 năm 1954, quân ta đã tấn công và tiêu diệt các cứ điểm ở phía đông, phân khu trung tâm. Đợt 3 là từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954, quân ta đánh chiếm các cứ điểm còn lại ở phân khu trung tâm và phân khu nam. 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 1954, tướng De Castori đầu hàng chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng. Các em quan sát hình 4 lượt đồ chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954. Câu chuyện lịch sử bắt sống tướng De Castori. Chiều 7 tháng 5 1954, khi vòng quay quanh tập đoàn, cứ điểm Điện Biên Phủ ngày càng siết chặt. Tổ xung kích do đồng chí Tạ Quốc Luật làm đội trưởng xông vào hầm De Castori. Trong hầm tướng De Castori và hơn 20 sĩ quan, bộ tham mưu cùng máy phát điện vẫn chạy đèn sáng, trên bàn vẫn còn một đống giấy đang cháy âm ỉ. Tiểu đội trưởng Hoàng Đăng Vinh, đội trưởng Luật, đồng chí nhỏ xông vào và hô to, giơ tay lên. Tất cả đều giơ tay đầu hàng trừ tướng De Castori. Sau đó đồng chí Vinh tiến về phía tướng De Castori, ông ta vội đứng lên, giơ tay lên và nói: "Đừng bắn, tôi xin hàng." Theo ban liên lạc truyền thống chiến sĩ Điện Biên Phủ tại thành phố Hồ Chí Minh, chiến sĩ Điện Biên kể chuyện, nhà xuất bản Quân đội Nhân dân Hà Nội năm 2009. Cái quan sát hình 5 tướng De Castori và bộ chỉ huy của Pháp tại tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ khi bị bắt. Tiếp theo chúng ta trả lời câu hỏi, chúng ta sẽ nêu cái diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ. Diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ
Tháng 12 năm 1953, Trung ương Đảng họp và quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ chia làm ra 3 đợt, từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 7 tháng 5 năm 1954. Đợt 1 13 tháng 3 đến 17 tháng 3, tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và phân khu Bắc. Đợt 2 30 tháng 3 đến 26 tháng 4 tấn công và chiếm các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm. Đợt 3 là 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 tiến vào trung tâm Mường Thanh và phân khu Nam. Chiều 7 tháng 5 tướng De Castri và quân địch đầu hàng, chiến dịch kết thúc thắng lợi. Tiếp theo luyện tập số 1 nhỏ sử dụng lược đồ hình 4 tóm tắt diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ bằng đường thời gian. Như vậy các em quan sát lại hình 4 ở trên để chúng ta tóm tắt diễn biến chính của chiến dịch Điện Biên Phủ bằng đường thời gian. Thì chiến dịch Điện Biên Phủ bắt đầu từ ngày 13 tháng 3 đến năm 1954 và kết thúc ngày 7 tháng 5 năm 1954. Thì trong thời gian này sẽ chia chiến dịch chia làm 3 đợt. Thời gian 13 tháng 3 đến 17 tháng 3 thì tiến công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và phân khu Bắc. Đợt 2 là từ 30 tháng 3 đến 26 tháng 4 tiến công chiếm các cứ điểm phía đông phân khu trung tâm. Đợt 3 1 tháng 5 đến 7 tháng 5 tiến công trung tâm Mường Thanh, phân khu Nam, tướng và quân địch đầu hàng. Tiếp theo số 2 nhỏ, viết tên nhân vật lịch sử tương ứng với các hành động trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 theo gợi ý bảng dưới đây vào vở ghi. Hành động: người đã lấy thân mình làm giá súng, nhân vật: người đã hy sinh thân mình cứu pháo, người đã bắt sống tướng De Castri. Như vậy chúng ta sẽ nêu tên các nhân vật lịch sử tương ứng với các hành động trong chiến dịch Điện Biên Phủ như sau. Người đã lấy thân mình làm giá súng đó là Bế Văn Đàn. Ở đây là nhân vật. Nhân vật Bế Văn Đàn. Người đã hy sinh thân mình cứu pháo là Tô Vĩnh Diện. Người đã bắt sống tướng De Castri là Tạ Quốc Lục. Cuối cùng vận dụng các em siêu tầm và kể lại cho bạn cùng lớp câu chuyện về một số anh hùng trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954 mà em ấn tượng. Như vậy thì đến đây các em vừa cùng cô theo dõi môn lịch sử địa lý lớp 5. Sau khi xem xong các em thấy thích hãy chia sẻ mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để theo dõi những video tiếp theo nhé. Cô chúc em học tốt. Chào tạm biệt các em.